Xin chào các bạn, hôm nay For Home xin được giới thiệu đến các bạn sản phẩm tăm nước Philips HX826101. Sản phẩm made in Romania và được For Home mua chính hãng tại thị trường Đức. Sản phẩm có một đầu tăm phun và 3 mức áp lực nước. Công nghệ phun tia Airflow Ultra cực nhỏ giúp loại bỏ màng bám sinh học giữa các kẽ răng, tuyệt đối an toàn với răng và níu. Làm sạch răng trong vòng 30 giây, loại bỏ 99,9% các dư lượng màng bám chưa được giải phóng trong khi đánh răng, loại bỏ và ngăn ngừa sự hình thành của sâu răng, hạn chế tình trạng níu chảy máu khi dùng tăm tre truyền thống, cải thiện sức khỏe của răng miệng chỉ trong 2 tuần. Dung tích khoang chứa nước 60ml, có thể sử dụng được nước tinh lọc hoặc nước súc miệng để tăng hiệu quả sát khuẩn. Ba mức độ phun xịt tùy chỉnh, xịt đơn, xịt kép và xịt ba. Pin sạc mạnh mẽ, thân thiện với môi trường, đế sạc không có điểm tiếp xúc điện, an toàn cho người sử dụng. Khi sạc đầy có thể sử dụng từ 2 đến 3 tuần, thời gian sạc 24 giờ. Nên thay thế đầu tăm phun mới sau 6 tháng sử dụng. Bộ sản phẩm bao gồm thân máy tăm nước Philips, một vòi xịt, một đế sạc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi For Home.